giúp theo em. Ở giúp cô kìa. Hello mấy bạn. Hello fan. Rồi hôm nay tụi mình chơi chơi tạt lon nha các bạn. Rồi bắt đầu là vô tham gia trò chơi luôn. Các bạn xíu sùm. Xíu sùm. Mình có để cái lon ở dưới đất nè. Và mất đằng kia. Bạn nào thua sẽ giữ lon. Còn các bạn tạt lon và bắt các bạn khác. Rồi bắt đầu thôi. Đây là cái hình để mình tạt lon các bạn. Không tính là cái này nha, như mấy cái này nha. Rồi. Xíu sùm đây. Không hết. Kiếm cho em. Xíu sùm vô. Kiếm cho em đi. Không, mới làm sao là mình người có cùng thua thì ấy. Trắng đen. Đây đi. Trắng đen. Sầm luôn đi. Khó lắm. Sầm luôn đi. Sầm. Có hai kia không? Sầm hả? Sầm. Nó. Sầm. Khó chữ. Sầm. Sầm. Ba đứa. Đi ra. Mày thắng rồi đi ra. Sầm. Rồi Quy Bắc. Quy Bắc hả? Rồi Quy Đự luôn rồi. Xui rồi. Quy Đự luôn rồi. Con chế này quen rồi. Quen rồi hả? Đự biết quen rồi hả? Đó. Ừ. Đó. Đó kìa kìa. Chạy chạy lẹ. Chạy đi. Cầm giấc ơi. Không tại em đi lại. Đi cầm giấc chơi. Cầm giấc chơi. Cầm giấc đi đi đi. Kìa kìa kìa. Giấc cái lon rồi. Giấc cái lon rồi. Chết rồi, chết lon rồi, chết nguyên luôn rồi. Đi luôn rồi. Ê. Nhanh lên. Chạy ngược theo siết. Giật lon. Tại mà đông quá đự luôn. Chết nhỏ luôn rồi. Ơi. Rồi rồi. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Rồi kìa kìa ngược chung ra. Siết. Chơi chạy vậy. Chạy vậy. Đại đông quá sao chịu nổi. Rồi mắc heo rồi, giờ mình dễ vòng lại. Rồi bắt đầu. Đi em xuống đúng không? Đi em xuống. Ê. Mệt rồi, mệt rồi, chạy nổi rồi. Đông quá rồi. Đông quá sao chạy lại. Phải ít ít mới được. Chụp lê. Ôi dậy đi ơi, dậy đi. Dậy mà. Chơi dậy đi. Bây giờ mình thay đổi cái thể loại chơi nha các bạn. Do là một bạn thì chơi là không có thể nào mà được kịp hết. Giờ mình chia làm hai đội. Một đội thắng thì tạt, còn một đội thua là giữ lon nha các bạn. Rồi chia đổi đây. Bây giờ chia ra một đội 3 người, đội 4 người. Bạn Đại làm đại diện bên đội một đội. Bạn Đại gia đại diện một đội xúp xùm để mà coi ai giữ lon. Thua, người nào thua thì giữ lon nha. Rồi xúp xùm đây. Rồi bên Đại gia thua bạn ơi, giữ lon. Rồi 4 người giữ, 3 người tạc. Rồi tạc đi. Ờ. Ta tạc cái trắng lon không tạc. Phân công ra bắt. Chữ đó kìa chung. Cái này đi. Cái này đi. Chữ tiếp đi. Chưa. Nó kèm cái bờ nó dính cái là phải chết rồi. Giờ người giữ người. Giờ hết đừng đi luôn rồi. Cái này mặt ở bên chung nè. Rồi chuẩn bị tinh thần. Chơi gì khó. Chơi này khó chơi quá vậy. Giữ cái này ngon luôn ha. Chết là. Rồi bạn Đại dính đó, thì bạn Đại thua nha các bạn. Còn tem nha. Lâm ơi. Cho thấy người được không? Thấy sao? Thấy học vô cho không vô. Thôi đi, tem chơi đội thì có người yếu người mạnh chứ. Thấy không là sao người ta chơi được. Trời ơi.
Thấy chơi này khó chơi quá mấy đứa ơi. Khó chơi quá à. Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đến với kênh Trung Du Vlog nha. Bữa nay mình với em mình sẽ chơi hãy chai. Đây là thằng quà. Đây, ai hãy được 20 cái là được đánh này. Ai hãy ít hơn là một kẹo nha. Coi ơi, ai là hãy nhất, ai là hãy nhì nha. Rồi em, mình với em chơi nha. Đây là cái chai thằng Kỳ nha. Nút từ cái bói ra. Vô, xong xong đi. Điểm xong. Ờ, mình hãy chốt nha các bạn. Một. Ghê hả? Rồi, mình lấy một cái à. Nhanh nước. Lại ngã nó rồi. Hai. Hai chục rồi, 10 cái thôi ghé anh. Một.
rồi 21 22 22 rồi 23 24 24 cái rồi bạn ơi. Cũng đi. Đây là những cái thuốc gọi. Ba.